Không gì có thể sánh được sự yên tĩnh và hài hòa của một trang trại được chăm sóc tốt. Trên vùng đất rộng lớn, mỗi loại thực vật và động vật đều có vai trò riêng, tạo nên một hệ sinh thái cân bằng. Chính trong môi trường này, người nông dân làm việc hài hòa với đất, với trời, tôn trọng đất, tôn trọng trời, sắc thái và chu kỳ của nó. Trang trại không chỉ là nơi sản xuất, nó còn là thiên đường của sự thanh bình và kết nối với thiên nhiên. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đã từng thấy những con gia cầm nào biết bay mà màu lông của chúng tuyệt đẹp như những loài chim cảnh hay chưa? Người nông dân Trung Quốc đã làm giàu từ việc chăn nuôi giống gà này. Không chỉ bề ngoài đẹp mắt, mà chất lượng thịt của chúng thơm ngon hơn các giống gà chăn nuôi thông thường. Nhờ đó mỗi năm, nông dân Trung Quốc có thể thu hoạch lên tới hàng triệu đô từ gà. Vậy hãy cùng với chúng mình khám phá cách họ nuôi giống gà đặc biệt này như thế nào nhé! Nông dân Trung Quốc nuôi loài chim đẹp như phượng hoàng chỉ để thịt. Loài chim có màu lông đẹp mắt mà những người nông dân Trung Quốc nuôi để lấy thịt còn được gọi là gà sao, Nubida nomelezuis. Chúng có nguồn gốc từ Madagascar và được du nhập vào Trung Quốc qua nhiều con đường. Hiện nay, các trang trại chăn nuôi gà sao được mở rộng ở nhiều vùng nông thôn và mang lại thu nhập kinh tế ổn định cho người dân. Chiêm ngưỡng những con gà sao, chúng ta sẽ liên tưởng đến những con gà rừng sống hoang dã ngoài tự nhiên, bởi trọng lượng của giống gà này không lớn, chỉ khoảng 2 kg. Khi đến tuổi trưởng thành, thịt của chúng có hương vị thơm ngon và ngọt hơn, vì vậy giá thành của chúng cũng cao hơn so với những giống gà chăn nuôi đại trà. Gà sao có sức đề kháng cao, thích nghi trong môi trường sống và rất dễ nuôi. Có thể nuôi chúng trong những trang trại khép kín hoặc là chăn thả ngoài trời. Nông dân cho rằng, chăn thả gà sao ngoài tự nhiên là cách tốt nhất để nâng cao chất lượng thịt. Tuy nhiên, không phải khu vực nào cũng nuôi được gà sao vì chúng có đặc tính khác biệt so với các giống gà nuôi thông thường. Mỗi năm một con gà mái có thể đẻ hơn 100 quả trứng, nhưng để có thể nở thành gà con thì người chủ trang trại cần thực hiện ấp trứng bằng nhân công, bởi giống gà này thường có xu hướng bỏ trứng. Trong mỗi trang trại, gà sao con cần được chăm sóc hàng ngày, cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống, đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm hàng ngày để chúng có thể phát triển tối ưu nhất. Thời gian nuôi dưỡng khoảng 25 tuần sẽ thực hiện tách chuồng, vì thời điểm này chúng được coi là trưởng thành và con gà mái có thể đẻ trứng. Thức ăn trong chăn nuôi gà sao cũng khá đơn giản và tiết kiệm, có thể sử dụng thức ăn công nghiệp, ngũ cốc hoặc các loại rau xanh. Vì vậy, người nuôi có thể tận dụng các phế phẩm nông nghiệp để làm thức ăn cho gà sao. Sở hữu đặc tính thích nghi cao nên chăn nuôi giống gà này có tỷ lệ hao hụt thấp. Từ đó, nông dân có thể tiết kiệm một khoản chi phí đầu tư vào con giống. Trang trại nuôi gà sao thường được xây dựng cách xa khu dân cư. Các địa điểm đồi núi có diện tích rộng lớn là nơi lý tưởng để chăn nuôi chúng.
Bởi bạn biết đấy, gà sao là giống gà rất ồn ào, chúng có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm và phát ra những tiếng kêu rất to, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Mặc dù được coi là gà, nhưng gà sao lại bay rất giỏi. Chúng có thể bay với khoảng cách trên 10 mét. Vì vậy, để đảm bảo chúng không đi lạc, thì chủ trang trại cần quây xung quanh trang trại bằng các tấm lưới chắn. Giống gà này rất cảnh giác, hễ có người lạ hoặc là tiếng động bất ngờ, chúng sẽ bỏ chạy và phát ra tiếng kêu. Vì vậy, một số chủ trang trại nuôi gà sao để chúng phát ra cảnh báo nếu có người lạ xâm nhập. Những con gà sao mái được tiếp tục nuôi dưỡng sau 25 tuần, chỉ để lại một số gà trống làm giống, còn lại sẽ đưa đến nhà máy chế biến thịt gà để sản xuất thịt. Từng con gà đều được xử lý sạch sẽ trên một dây chuyền hiện đại, từ giết mổ đến làm sạch và đóng gói. Tại Trung Quốc, các nhà máy giết mổ và chế biến gia cầm được xây dựng tại khắp các khu vực. Quy trình chế biến gà sao cũng giống như các loại gà thông thường. Từng con được đưa lên bằng thuyền tự động hóa, trải qua quá trình giết mổ sẽ được làm sạch, phân loại và phân tách nhằm đóng gói. Những con gà đạt chất lượng sẽ được kiểm định chặt chẽ, rồi mới thực hiện đóng gói và được đưa ra thị trường. Tất cả các khâu đều được làm sạch để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng giúp thịt gà được bảo quản lâu hơn. Thịt gà sao rất thơm ngon, nhiều nạc và đặc biệt là được chế biến thành nhiều món ăn bổ sung có tác dụng bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ trị nhiều bệnh, phục hồi sức khỏe. Thịt gà sao giàu protein, tỷ lệ mỡ thấp, cung cấp các vitamin như là A, C, B1, B2, B6, B12, B3, E và các khoáng chất cần thiết như kẽm, sắt, canxi. Với nhiều chất dinh dưỡng quan trọng thì gà sao được sử dụng rộng rãi tại nhiều vùng của Trung Quốc. Mặc dù ngành chăn nuôi gà sao vẫn chưa thể cạnh tranh với gà công nghiệp, nhưng chúng luôn được đảm bảo chất lượng. Đột nhập khám phá trang trại nuôi những con bò to nhất thế giới. Bạn có biết hay không, bò Ba Man là giống bò có nguồn gốc từ Ấn Độ, nhưng hiện nay nó lại rất phổ biến ở các trang trại của Mỹ, và đặc biệt hơn cả, đây là một trong những giống bò lớn nhất trên thế giới, với trọng lượng cơ thể trung bình của những con bò trưởng thành là từ 500 đến 700 kg.
Vậy làm thế nào để họ có thể nuôi những con bò lớn nhất thế giới này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua video sau đây nhé! Trang trại nuôi những con bò lớn nhất thế giới. Những gia súc này là động vật rất mạnh mẽ và khỏe mạnh. Chúng có khả năng chịu nhiệt, ánh sáng mặt trời và độ ẩm cao. Chúng cũng có sức đề kháng tốt với khí sinh trùng. Giống bò này đã được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là vùng nhiệt đới. Để kinh doanh chăn nuôi thành công thì trước hết bạn cần làm nhà ở cho bò ba man. Sắp xếp một hệ thống chuồng trại tốt với tất cả các tiện nghi cần thiết là một phần quan trọng khác trong kinh doanh chăn nuôi bò ba man. Bởi vì một khu nhà ở tốt không chỉ giúp vật nuôi khỏe mạnh mà còn giúp chúng tránh khỏi điều kiện thời tiết bất lợi và những kẻ săn mồi hoang dã. Gia súc ba man được phân loại là loài động vật có kích thước trung bình đến lớn. Vì vậy, chúng rất cần nhiều không gian chuồng trại hơn so với các giống gia súc có kích thước trung bình. Bên trong khu nhà ở, họ sẽ lắp đặt hệ thống thông gió tốt và đảm bảo luồng không khí trong lành và ánh sáng đầy đủ cho bò ba man. Đối với những người chủ trang trại, họ thường sử dụng phương pháp lai tạo giống bò ba man bằng cách giữ lại con đực và con cái. Bên cạnh đó, họ cũng sẽ mua về những con vật có chất lượng rất tốt, khỏe mạnh, năng động và không mắc bệnh để bắt đầu kinh doanh chăn nuôi gia súc ba man của mình. Vì vậy, vật nuôi chất lượng tốt luôn đảm bảo sản lượng tốt và lợi nhuận tối đa. Cho dù bò ba man đẻ một hay là 1.000 con một năm, bất cứ lúc nào một con bò mới được sinh ra và thành bò con trong trang trại đều tạo nên một ngày thú vị. Thời gian đầu, con bò con sẽ ở với mẹ, nhưng sau đó chúng sẽ tập trung lại với nhau, sẽ được ăn uống và phát triển độc lập. Đây là phần quan trọng nhất trong kinh doanh chăn nuôi gia súc ba man. Vì thức ăn ngon, bổ dưỡng không chỉ giúp cho vật nuôi khỏe mạnh mà còn giúp chúng phát triển tốt hơn, cho năng suất cao hơn. Như là thức ăn thương mại, thức ăn ủ chua, rau xanh, ngũ cốc sẽ là những lựa chọn vô cùng tuyệt vời cho bò. Bò ba man được sinh ra với khả năng đề kháng tự nhiên, nhưng không có nghĩa là chúng sẽ không bao giờ bị tật, bị bệnh. Họ thường xuyên tắm rửa và khám sức khỏe cho bò ba man để phòng tránh bệnh tật và cứu chữa kịp thời. Ba man hơi nhút nhát nhưng cực kỳ thông minh. Trí nhớ tuyệt vời của nó có thể biến nó trở thành một người bạn tốt nhất hoặc là cơn ác mộng tồi tệ nhất của chủ sở hữu gia súc. Tuy nhiên, nếu bị xử lý thô bạo hoặc là không thường xuyên, ba man sẽ phản ứng bằng sự lo lắng cực độ hoặc là vô cùng hung hăng.
Bò Brahman sau khi đã trưởng thành thì sẽ phục vụ cho nhiều mục đích như lấy thịt và sữa. Đặc biệt, chúng sản xuất nhiều sữa hơn các giống bò sữa truyền thống. Sữa của bò Brahman bổ sung rất nhiều hàm lượng chất béo và protein tốt cho sức khỏe con người. Giống bò sữa Brahman này đã đóng góp khoảng 24% tổng đàn bò sữa hiện nay của Hoa Kỳ. Ngoài tác dụng đó ra, giống bò lớn nhất thế giới này được đem đi để tham gia vào các lễ hội hoặc là sử dụng để đấu giá với mức giá lên tới hàng ngàn USD. Những người đấu giá cho rằng họ rất yêu thích giống bò này vì hình dáng khổng lồ và tính tình hiền lành đáng yêu của nó. Thịt bò Brahma ở Mỹ hiện đang có sẵn tại các cửa hàng và có thể được giao hàng tận nơi nhanh chóng, tùy theo nhu cầu của khách hàng. Cho dù bạn đang muốn thưởng thức món bít tết mềm, món nướng, cốt lết hay là hơn thế nữa, thịt bò Brahma đều có thể đáp ứng được nhu cầu của bạn. Video hôm nay của chúng mình đến đây là hết rồi. Các bạn cảm thấy như thế nào ạ? Hãy comment cho chúng mình cùng được biết nhé. Đừng quên nhấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.